Thưa quý vị, sau 27 ngày rưỡi làm việc khẩn trương và hiệu quả, Quốc hội đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra, từ lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao đến quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Và mục tiêu điểm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 cùng với biên tập viên Thùy Trang. Vâng, chị Thùy Trang thân mến, không biết là với kết quả kỳ họp này thì chị có ấn tượng với điều gì nhất ạ? Vâng, xin chào chị Hương Quỳnh và anh Hồng Sơn. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Và nếu mà để nói về ấn tượng thì có lẽ là tôi ấn tượng với những nội dung. Dù được thay đổi, thế nhưng mà Quốc hội thì đã ngay lập tức có những sự điều chỉnh để đảm bảo thông suốt ạ. Vâng ạ, và từ đó thì cũng có thể có được những điểm nhấn hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc lớn theo trong cả 3 mảng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Vâng ạ, từ đó thì cũng đã hoàn thành được toàn bộ khối lượng công việc lớn. Và một trong những điểm nhấn đó là kỳ họp này, kết quả lập pháp thì đã để lại ấn tượng rõ nét trong hoạt động của Quốc hội. Với tỷ lệ thống nhất cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 11 luật, xem xét thông qua 21 nghị quyết, cũng như cho ý kiến đối với 11 dự án luật. Và cùng với đó thì Quốc hội đã xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2024, cũng như phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Và dù mới được bổ sung ngay trong kỳ nghỉ giữa hai đợt họp, thế nhưng các nội dung về cải cách tiền lương và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng như trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội đã kịp thời được Quốc hội thông qua để có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 7 ngày mai. Trong đó thì đáng chú ý mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng 30% từ 1,8 triệu đồng một tháng lên 2,34 triệu đồng một tháng. Và những chính sách tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội cũng như là đời sống của người dân được Quốc hội đưa ra bàn thảo cũng nhận được sự quan tâm rất lớn. Nhất là việc tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng cuối năm nay. Đồng thời thì thống nhất điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Và thưa quý vị, với việc thông qua một loạt đạo luật rất quan trọng cùng 5 điểm nổi bật mà biên tập viên Thùy Trang vừa trình bày cho thấy Quốc hội thực sự bám sát hơi thở cuộc sống và đi vào chi tiết, một trong những nội dung quan trọng nhất đồng thời cũng là dấu ấn nổi bật tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đó là công tác nhân sự. Và bây giờ thì biên tập viên Thùy Trang sẽ giúp chúng ta nhìn lại dấu ấn nổi bật này. Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, với việc kiện toàn hai chức danh lãnh đạo chủ chốt là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và một số chức danh lãnh đạo cấp cao khác của Quốc hội và Chính phủ và bộ máy nhân sự mới dần được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong tình hình mới. Xin tuyên thệ. Ngay trong những ngày đầu tiên của kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 Trần Thanh Mẫn. Bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 Tô Lâm. Phát biểu nhậm chức ngay sau đó của hai nhà lãnh đạo cũng truyền đi thông điệp mạnh mẽ, cam kết, khẳng định nhân dân luôn ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. Với việc Trung ương kiện toàn nhân sự về mặt đảng và Quốc hội khẩn trương kiện toàn về mặt nhà nước, cho thấy sự bài bản chặt chẽ trong công tác cán bộ là tín hiệu tích cực cho một giai đoạn mới ổn định, tiếp tục phát triển của đất nước. Quốc hội kiện toàn rất là kịp thời các cái chức danh để làm thế nào mà cái bộ máy nhà nước của chúng ta hoạt động một cách liên tục và có hiệu lực hiệu quả. Thì tôi cho rằng đây là một cái quyết tâm rất lớn vì các chức danh vừa rồi là chức danh đều là cán bộ chủ chốt. Nếu mà thời gian mà trống vắng những các cái vị trí chủ chốt như vậy mà lâu thì sẽ không có lợi đối với lại cái hoạt động của nhà nước chúng ta. Nhưng mà vừa rồi Quốc hội đã bầu bổ sung kiện toàn một cách kịp thời, một cách chất lượng, đáp ứng được cái kỳ vọng của nhân dân. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội ấy thì đã bắt tay ngay thực hiện, có thể nói rất tốt cái vai trò của mình. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ấy, với con người có một cái tâm sáng, có một thời gian dài gắn bó với Quốc hội, ông đã điều hành rất là dân chủ, rất là có nguyên tắc, nhưng mà cũng rất là linh hoạt. Cũng tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã bầu được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang,
phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đồng thời tiến hành công tác nhân sự khác theo thẩm quyền và đều đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội. Mỗi người dân cũng tin tưởng các nhà lãnh đạo mới của nhà nước, Quốc hội, Chính phủ sẽ nói đi đôi với làm, có những dấu ấn trong chỉ đạo điều hành. Tôi được kỳ vọng là những cá nhân đảm nhiệm những cái đã được Quốc hội tín nhiệm bầu vào những cái vị trí lãnh đạo cấp cao như vậy thì sẽ dốc hết sức mình để làm việc, để phụng sự nhân dân, phụng sự đất nước, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà có nhiều biến động trong thời gian gần đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những cái ý kiến chỉ đạo rất là đúng đắn, đó là cái nhân sự cấp cao phải là những cái hạt nhân trong cái việc là xây dựng, vun đắp cái sự đoàn kết, phải thực sự là đoàn kết để vì cái sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân và của Đảng. Thế cho nên là cái kỳ vọng của nhân dân rất là nhiều. Công tác nhân sự thành công với sự đồng thuận cùng tinh thần đoàn kết đồng lòng đã đem đến những niềm tin mới, động lực mới để đất nước tiếp đà phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Vâng, thưa quý vị, về công tác lập pháp, nếu tính từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay thì kỳ họp thứ 7 là kỳ họp có khối lượng lập pháp kỷ lục với khoảng hơn 40 nội dung liên quan đến công tác lập pháp, các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực được cử tri và nhân dân cả nước rất quan tâm theo dõi. Và qua theo dõi của tôi thì có lẽ là đông đảo cử tri cả nước sẽ đều quan tâm đến câu chuyện khẩu hiệu đã uống rượu bia không lái xe thì cũng đã chính thức được luật hóa, phải không chị Trang? Vâng ạ, chính xác là như vậy. Chúng ta đã không còn coi đây là một câu slogan để truyền tai nhau nữa, bởi vì câu slogan này thì đã được chính thức quy định tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 27 tháng 6. Và cùng với đó là công tác lập pháp còn gắn với nhiều luật khác có tác động tới hàng triệu người lao động, sát sườn với từng hơi thở của cuộc sống. Cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đây là nội dung đáng chú ý nhất trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 79,84% đại biểu Quốc hội tán thành. Quốc hội thông qua cái đấy thì tôi thấy là rất là hợp lý, tại vì để đỡ về dẫn tới tai nạn giao thông đáng tiếc cho mọi gia đình và tránh được cái nồng độ cồn. Ngoài ra, luật cũng bổ sung yêu cầu xe chở học sinh, trẻ em mầm non phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh và chức năng cảnh báo chống bỏ quên trẻ trên xe. Với 93,42% đại biểu tham gia tán thành thì Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi với nhiều điểm mới đáng chú ý, đơn cử như là việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm chủ hộ kinh doanh, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, hay là người quản lý doanh nghiệp, người lao động làm việc không chọn thời gian. Và thứ hai đó là giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để có thể được hưởng lương hưu hàng tháng từ 20 năm xuống còn 15 năm. Và đáng chú ý là Quốc hội cũng đã chốt quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo hướng có thể kế thừa quy định hiện hành, giảm tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, khuyến khích người lao động sẽ tiếp tục tham gia để bảo đảm an sinh xã hội lâu dài, hướng tới tiếp cận theo tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về bảo hiểm xã hội. Đạt tỷ lệ đồng thuận rất cao với hơn 95% số đại biểu Quốc hội biểu quyết, Luật Thủ đô sửa đổi đã được Quốc hội thông qua với nhiều cơ chế vượt trội, phân cấp phân quyền mạnh mẽ. Luật được kỳ vọng sẽ đưa Hà Nội bứt phá, phát triển, xứng tầm với thủ đô của tương lai. Và theo đó thì thành phố sẽ được bầu 125 đại biểu Hội đồng Nhân dân, được áp dụng hình thức cắt điện nước đối với những công trình vi phạm. Và thứ ba đó là cho phép đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê cũng như là liên doanh, liên kết. Ngoài ra sẽ được áp dụng thử nghiệm có kiểm soát với thử nghiệm công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hoặc là mô hình kinh doanh mới có tính đổi mới sáng tạo. Tôi với tư cách một cử tri của thủ đô thì tôi cũng rất là vui mừng khi mà Quốc hội khóa 15 thông qua Luật Thủ đô sửa đổi lần này. Trong Luật Thủ đô sửa đổi lần này thì tôi cho có một cái phải nói mang tính chất rất đột phá về mặt thể chế, tức là gỡ về mặt thể chế, gỡ về mặt luật pháp để cho thủ đô có cơ sở, có điều kiện để phát triển đúng với tiềm năng của mình. Thưa quý vị, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm nay, tức là sớm hơn 5 tháng so với quy định trước đó. Và đây là nội dung quan trọng trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao theo quy trình thủ tục rút gọn tại một kỳ họp. Và các luật này thì sẽ có hiệu lực sớm, được kỳ vọng sẽ giúp khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết và xử lý các bất cập và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp cũng như là cho người dân, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản, phát triển nhà ở và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội.
Tuy nhiên, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo sát sao công tác ban hành văn bản hướng dẫn và không để xảy ra tình trạng thông tư chờ nghị định, văn bản địa phương lại chờ văn bản từ Trung ương và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể thi hành các luật từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, theo một thống kê cho thấy thì trong vòng 5 năm, trên cả nước đã phát hiện gần 29.000 vụ và bắt giữ gần 49.000 đối tượng sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại dao và phương tiện tương tự như dao gây án. Vì vậy, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi đã được Quốc hội thông qua với 459 trên 468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 94,44%. Và đặc biệt thì luật quy định 3 chế độ quản lý dao có tính sát thương cao gắn với mục đích sử dụng. Theo đó thì sử dụng dao có tính sát thương cao để phục vụ mục đích lao động, sản xuất và sinh hoạt hàng ngày thì không được coi là vũ khí. Còn nếu như sử dụng dao có tính sát thương cao với mục đích thực hiện hành vi phạm tội thì quy định là vũ khí thô sơ hoặc là vũ khí quân dụng. Điểm đáng chú ý đó là toàn bộ các dự án luật trước khi được thông qua thì đều được Quốc hội thảo luận một cách kỹ lưỡng và đóng góp ý kiến chất lượng sâu sắc nhằm góp phần hoàn thiện cũng như là nâng cao chất lượng các dự án luật. Từ đó thì Quốc hội thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao và có dự luật thì cũng đạt được tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành như là luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 6 năm 2024, với tỷ lệ tán thành cao đạt 96,09%, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và tăng cường hiệu lực hiệu quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia. Để có được nghị quyết này, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để xem xét báo cáo của đoàn giám sát và giải trình của các cơ quan chức năng. Vâng, chị Trang, chị có thể nói rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Vâng. Qua giám sát thì cho thấy trong 2 năm 2022-2023 thực hiện nghị quyết số 43 thì phần lớn các chính sách được thực hiện khá thành công, giúp tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp cũng như kích cầu tiêu dùng trong nước, làm giảm chi phí đầu vào, kiềm chế lạm phát. Và đây cũng là gói hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội có giá trị lớn nhất từ trước đến nay, gần 350.000 tỷ đồng. Và lần đầu tiên trong lịch sử, 8 công trình giao thông trọng điểm quốc gia đã và đang triển khai đồng loạt trên cả nước. Chỉ trong vòng 3 năm thì 635 km đường cao tốc Bắc Nam đã hoàn thành, nâng tổng chiều dài đường cao tốc cả nước lên hơn 2.000 km. Nhiều đại biểu đã nhận định, bên cạnh nhiều kỳ tích xuất hiện, thì những tồn tại, những hạn chế trong quá trình thực hiện các nghị quyết cũng để lại nhiều bài học quý báu về kinh nghiệm thiết kế chính sách trong tình huống cấp bách. Nhìn lại chặng đường sau 2 năm thực hiện nghị quyết 43 của Quốc hội, các đại biểu thuộc những địa phương từng chịu sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch đã chia sẻ những kỳ tích xuất hiện trong quá trình triển khai gói phục hồi kinh tế xã hội. Chính sách miễn giảm thuế của chúng ta, rồi tiền thuê đất v.v. cũng có giá trị nhất định đối với cái sự phục hồi của các doanh nghiệp. Quan trọng hơn là cái gói về đầu tư phát triển, bên cạnh cái chi tiêu đầu tư phát triển theo kế hoạch đầu tư công trung hạn thì chúng ta có thêm cái nguồn lực đầu tư trên 187.000 tỷ đồng cho 272 dự án. Thì tôi cho đó là những cái nỗ lực về kết quả giám sát. Tuy nhiên, các đại biểu cũng bày tỏ nuối tiếc với một số chính sách được ưu tiên, dành nguồn lực lớn nhưng không đạt kế hoạch thực hiện. Chính sách hỗ trợ lãi suất thông qua hệ thống ngân hàng thương mại chỉ đạt 3,05% trên tổng quy mô nguồn lực 40.000 tỷ đồng. Hay chính sách đầu tư mới, cải tạo nâng cấp mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm chỉ đạt 37% kế hoạch. Hoặc chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 55,7% kế hoạch. Cùng với chính sách tài khóa tiền tệ, Nghị quyết 43 còn dành đến 1/3 gói hỗ trợ, tương đương hơn 113.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Vấn đề lớn nhất ở gói này là chỉ giải ngân được 61% tổng vốn dự kiến tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2024. Các dự án quan trọng chậm đưa vào sử dụng, làm chậm phát huy hiệu quả kinh tế xã hội. Tôi cho rằng bên cạnh nguyên nhân dẫn đến giải ngân vốn chậm như báo cáo của đoàn giám sát nêu thì có nguyên nhân chính, đó là ngay từ khâu lựa chọn dự án đưa vào chương trình đã không đảm bảo yêu cầu đặt ra. Nghị quyết 43 có thời hạn thực hiện trong vòng 2 năm thì mất đúng 1 năm cho công tác ban hành văn bản. Những văn bản ban hành chậm muộn chỉ 2 văn bản, thời gian chậm được tính bằng ngày, còn lại là chậm từ 2 tháng cho đến 7 tháng. Từ đó, nhiều đại biểu nhận định việc rút ra những bài học kinh nghiệm cho chặng đường tiếp theo là hết sức cần thiết. Và nếu có thể làm lại thì cá nhân tôi cho rằng rất cần có trọng tâm, trọng điểm. Chúng ta không cần nhiều chính sách nhưng cần nâng cao tính khả thi và đặc biệt là cần đứng từ góc độ người dân để hiểu hơn người dân thực sự cần gì và doanh nghiệp thực sự muốn gì.
Tôi nghĩ rằng là trong cái kinh nghiệm mà xây dựng các cái chính sách pháp luật để ứng phó kịp thời trong những hoàn cảnh đặc biệt như thế, thì cái điều quy trình thủ tục cũng nên có những cái hướng dẫn cụ thể và đặc biệt hơn. Có rất nhiều đại biểu nói, tôi cũng rất là tấm tiếc, là đã là đặc biệt thì phải có chính sách đặc biệt, là phải thủ tục đặc biệt, phải quy trình đặc biệt. Cái xây dựng chính sách pháp luật thì phải dựa trên niềm tin giữa trung ương, địa phương, giữa trên cấp dưới, cấp trên. Và thứ ba, phân cấp phân quyền phải triệt để hơn. Qua 2 năm thực hiện chương trình hồi phục và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cơ bản hoàn thành. Tăng trưởng GDP trong 2 năm 2022-2023 đạt mức khá cao trong điều kiện thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Điều này cho thấy việc chủ động ban hành kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đặc biệt khó khăn do đại dịch là thực sự cần thiết và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đồng thời cũng là lời khẳng định, ở đâu cả hệ thống chính trị vào cuộc thì ở đó chính sách thành công. Và cũng liên quan tới chức năng giám sát của Quốc hội, thì kỳ họp vừa qua đã cho thấy hoạt động chất vấn tiếp tục là hình thức giám sát tối cao hiệu quả. Trong 2 ngày rưỡi, thì Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề thuộc 4 lĩnh vực: tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa thể thao và du lịch. Và tổng số thì có 193 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó thì có 162 lượt đại biểu chất vấn, 31 lượt đại biểu tranh luận. Những con số này đã phần nào cho thấy không khí chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, không né tránh và truy đến cùng vấn đề. Và trong đó thì lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhận được 49 lượt ý kiến chất vấn, tranh luận, còn lĩnh vực công thương thì nhận được 40 lượt ý kiến. Đối với lĩnh vực kiểm toán thì cũng nhận được 35 lượt ý kiến và lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thì nhận được 45 ý kiến. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trả lời 24 lượt ý kiến tranh luận. Bốn lĩnh vực được Quốc hội chọn chất vấn lần này đều trúng những vấn đề bức xúc của xã hội. Bám sát định hướng đó, nhiều câu hỏi nóng được đại biểu đặt trực diện cho các trưởng ngành. Tình trạng khai thác tài nguyên trái phép cũng như là gây ô nhiễm an ninh môi trường. Giải pháp của Bộ trưởng trong thời gian tới tăng cường công tác thanh tra để xử lý vi phạm đối với những hành vi vi phạm này. Bộ thì với quan điểm rằng là sẽ xử lý nghiêm cái sai phạm này và những cái sai phạm mà có tính gọi là liên tục và sai phạm sau khi xử phạt hành chính theo luật mà tiếp tục sai phạm nữa thì quan điểm rằng là sẽ chuyển sang các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra để chúng ta thực hiện nghiêm cái việc xử lý các cái vi phạm này. Khi phát hiện sai phạm của đối tượng kiểm toán thì vội vịnh gợi ý chia chác khoản tiền sai phạm đó để bỏ qua sai phạm theo phương châm đối bên cùng có lợi. Vậy quan điểm của tổng kiểm toán về ý kiến này như thế nào? Chúng tôi khẳng định và thừa nhận là có, nhưng rất ít. Đây chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh và chúng tôi kiên quyết để loại bỏ những con sâu này để giữ được đạo đức chuẩn mực. Hiện nay thì cái live stream của các cá nhân bán hàng mới là cái vấn đề đáng lo, và các live stream cá nhân ấy mà doanh thu lên hàng trăm tỷ một ngày một lần như vậy thì nó là vấn đề rất là lớn chứ không phải vấn đề nhỏ mà cái tính cá nhân nữa. Và cảm giác là nếu chúng ta không đi đúng hướng thì cơ quan quản lý sẽ hết sức là vất vả và luôn luôn đuổi theo như là một cái ma hồn trận rất khó khăn, trong khi người tiêu dùng thì lãnh đủ và cơ quan thuế thì thất thu. Giải pháp tốt nhất trước hết là phải có sự phối hợp, và đương nhiên là trong trường hợp này Bộ Công Thương sẽ là cơ quan chủ trì phối hợp với lại các cơ quan có liên quan để mà kiểm tra, kiểm soát và xử lý. Xin Bộ trưởng cho biết những giải pháp lâu dài để đảm bảo tương lai cho vận động viên sau khi giải nghề. Giải pháp về mặt lâu dài tiếp tục đổi mới hơn cách tiếp cận để có thể giải quyết việc làm bằng nhiều cách khác nhau. Và vì vậy mà chúng tôi đang đề xuất với Chính phủ ban hành những chính sách mới sửa đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho vận động viên. Trong đó có chính sách về tiền lương, chính sách về phụ cấp đặc thù và nhất là những chính sách mới mà vừa rồi trong kết luận 70 đã đề cập, đó là nhà ở và đào tạo nghề sau quá trình thi đấu. Việt Nam cần có những giải pháp gì để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn? Quan tâm đào tạo ngay, đào tạo lại những cái kỹ sư, những người đào tạo ở trong các trường đại học chúng ta mà đã cung cấp đầy đủ các cái kiến thức nền tảng mà có thể tiếp cận ngay để tham gia vào trong cái chuỗi này, thì chúng ta bằng những cái cơ chính sách để huy động cái sự tham gia của các cái lực lượng nhà khoa học ở nước ngoài để đầu tư. Hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, trả lời cầu thị, thẳng thắn, không né tránh những tồn tại hạn chế là kết quả được ghi nhận từ các phiên chất vấn.
Dù lần đầu tiên điều hành chất vấn, nhưng sự dẫn dắt kết nối linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã giúp chất vấn đúng trọng tâm và đạt hiệu quả cao. Chủ tịch cũng rất là linh hoạt và tập trung theo dõi cái chất vấn của đại biểu cũng như là từng cái ý kiến trả lời của Bộ trưởng. Trách nhiệm của các bộ ngành là ở chỗ nào, lĩnh vực nào và định hướng sao mà có những cái cam kết, những cái nhiệm vụ giải pháp thật cụ thể. Sau phiên chất vấn, Quốc hội đã ban hành nghị quyết về chất vấn với những yêu cầu thời hạn cụ thể làm cơ sở cho giám sát thực hiện lời hứa của các trưởng ngành. Vâng, và ngay sau phiên chất vấn thì chính phủ và các bộ ngành đã nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình. Đơn cử như Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 56 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Đây là một trong những thước đo cho thấy các đại biểu Quốc hội đã mang tâm nguyện của cử tri vào từng quyết sách. Cái mà tôi rất là ấn tượng ý, đó là một kỳ họp có thể nói là với khối lượng công việc rất là nhiều. Thế tuy nhiên thì cái sự sắp xếp chương trình cũng như là thời gian rất là hợp lý. Và có những cái dự án luật mà chúng ta thấy là được thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội tham dự cái phiên thảo luận và thông qua đây. Vậy qua đó cũng thể hiện rằng cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng của từ phía chính phủ, cũng như là cái vai trò thẩm tra của các ủy ban, rồi của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để đến khi thông qua thì tạo được một cái sự nhất trí và đồng thuận rất lớn của các đại biểu Quốc hội đối với các cái nội dung dự án luật. Tôi thấy là kỳ họp này là hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ của Quốc hội, đó là gì? Xây dựng thể chế, xây dựng luật mà rất khoa học, rất phù hợp thực tiễn, như thế sẽ giúp cho những cái bộ máy nhà nước vận hành một cách tốt nhất, đảm bảo cho đời sống của nhân dân tốt nhất, kinh tế xã hội phát triển, an ninh trật tự đảm bảo. Đấy là cái mà tôi tin tưởng chắc chắn là như vậy. Các công việc của Quốc hội được thực hiện một cách rất là tròn trịa, đầy đủ, đúng nguyên tắc, đúng quy định. Và đặc biệt là các cái nội dung mà phải có cái tính chất là tư duy, suy nghĩ và đào sâu, tìm hiểu rất kỹ thì đều đã được quyết định, mà chúng tôi cho rằng là rất là sáng suốt. Kể cả những cái điều trong quy định của luật cũng như trong cái nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sau kỳ họp Quốc hội lần này, chúng tôi hy vọng rằng với những các cái điều luật khi mà đi vào cuộc sống thì phải có rất nhiều những văn bản đi cùng, là những cái thông tư, nghị định, cái hướng dẫn. Và một điều rất quan trọng nữa là các cái bộ luật nó phải đồng bộ với các bộ luật khác. Qua cái kỳ họp lần thứ 7 này, chúng ta thấy rằng là gì? Khi mà thấy các đạo luật mà nó có lợi cho cái phát triển đất nước thì Quốc hội sẵn sàng xem xét để điều chỉnh cái thời hạn có hiệu lực, để cho có hiệu lực sớm hơn, để giúp thúc đẩy phát triển đất nước được tốt hơn. Qua cái việc mà cho phép các đạo luật này có hiệu lực được sớm hơn thì chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái quyết tâm chính trị của chính phủ cũng như của các bộ cũng như ủy ban nhân dân các cấp, bởi vì là luật có hiệu lực sớm đồng nghĩa với việc chính phủ và các bộ này phải hoàn thiện các cái văn bản hướng dẫn sớm. Vâng, thưa quý vị, trong suốt gần một tháng vừa qua thì những diễn biến liên quan đến kỳ họp cũng đã thể hiện sự quan tâm đông đảo của cử tri, bởi vì chương trình và nội dung làm việc của kỳ họp đã bao phủ toàn diện các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Nhìn lại một kỳ họp với khối lượng công việc lớn đã hoàn thành, điều động lại lớn nhất trong lòng cử tri và nhân dân chính là tinh thần làm việc trách nhiệm của Quốc hội, của các đại biểu Quốc hội, của chính phủ và các bộ ngành liên quan, cho thấy hoạt động của Quốc hội dường như đã trở thành mối quan tâm hàng ngày của cử tri và nhân dân cả nước.